Nhẫn tâm. Tôi chọn cách rút nội khí quản. Trời ơi, chị vừa nói gì thế? Chị quyết định rút nội khí quản của anh Quyết ư? Điều đó đồng nghĩa với việc chị quyết định để chồng chị ra đi đó. Chị ấy thật là nhẫn tâm. Chị ấy quyết định để chồng chết ư? Thế thì ác quá nhỉ. Vợ gì mà chẳng có chút lương tri gì cả thế? Tôi chưa từng thấy người vợ nào mà lại như vậy. Chị có hiểu rằng rút nội khí quản tức là chị sẽ tước đi quyền được sống của chồng chị chứ? Tôi hiểu, nhưng tôi không có tiền để chữa trị cho chồng tôi. Sao lại không có tiền? Theo tôi biết thì chồng chị là một doanh nhân mà. Nhưng bao lâu nay anh ta đã mang hết tiền của để cung phụng cho nhân tình. Mẹ con tôi phải sống một cuộc sống khốn khổ. Anh có thể vì con mà đừng bỏ em được không? Nhưng Beta có thai rồi, tôi không thể bỏ cô ấy lúc này. Anh không thể bỏ cô ấy vì cô ấy có con với anh nữa. Thế còn mẹ con em thì sao? Tôi không còn tình cảm gì với cô nữa, chúng ta hãy ly hôn đi. Không, em biết em chỉ là đang lầm đường lạc lối thôi. Em sẽ chờ anh suy nghĩ lại và trở về. Anh hãy nghĩ lại đi mà, con chúng ta còn quá nhỏ. Em sẽ tha thứ cho anh, chúng ta lại làm lại từ đầu. Các con cần có cha. Trời ơi, anh Quyết. Mẹ ơi, chúng ta phải rời khỏi đây hả mẹ? Có phải bố đã bán nhà nên chúng ta không còn chỗ ở phải không? Dù thế nào, mẹ cũng ráng kiếm tiền để nuôi các con. Chúng ta đi thôi. Mình không thể nói với các con rằng bố của các con đã lừa mẹ ký vào giấy bán nhà. Mẹ tưởng là chúng ta sẽ được đổi một căn nhà khang trang hơn. Ai dè, mẹ con ta phải ra đường thế này. Suốt 10 năm, chỉ vì sợ những đứa con của mình sẽ mất cha, nên tôi đã gắng gượng mà không dám ly hôn. Chị đã chịu đựng suốt 10 năm ư? Toàn bộ tài sản của hai vợ chồng cùng căn nhà mẹ con tôi đang ở cũng bị anh ấy bán hết đi để lấy tiền cung phụng cho nhân tình. Anh ta đúng là quá tệ bạc với mẹ con chị. Đúng thế, anh ta mới là một kẻ nhẫn tâm. Sao chị không để cho nhân tình của anh ấy lo mà lại tới đây? Chị có biết ai là người gọi tôi tới đây không? Chính là cô ta đã gọi cho tôi. Chị đến đây rồi, anh ấy đang trong phòng cấp cứu, nguy kịch lắm. Sao cô không làm thủ tục cấp cứu cho anh Quyết mà lại gọi tôi? Số tiền để cứu anh ấy quá lớn, em không thể lo nổi. Suốt 10 năm qua, có bao nhiêu tiền anh Quyết đều cung cấp cho mẹ con cô cả. Tại sao giờ lại nói là không có tiền? Em còn phải giữ tiền để lo cho cuộc sống của mẹ con em chứ. Chị mới là người vợ chính thức của anh ấy. Còn em có là gì đâu. Tại sao em phải chịu trách nhiệm? Cô thôi, chị vào làm thủ tục cho anh ấy đi. Em phải đi đây. Đến giờ muốn cứu anh ấy, tôi cũng không còn tiền nữa. Toàn bộ tài sản của tôi đã bị chồng tôi lấy đi cho nhân tình cả rồi. Người nhà bệnh nhân đã quyết định rút nội khí quản. Đây là giấy cam kết, họ đã ký rồi. Bác sĩ điều trị trực tiếp cũng đã ký. Vậy tôi tiến hành rút nội khí quản nha. Chúng ta không còn cách nào khác. Khoan đã. Bác sĩ Mary, có chuyện gì sao ạ? Tôi đã quyết định lại rồi. Hãy cứu anh ấy. Chị đã nghĩ lại ư? Là bác sĩ Mary đã khuyên nhủ tôi. Có lẽ chúng tôi có cùng hoàn cảnh nên rất thấu hiểu nhau. Cảm ơn em. Anh được nghe bác sĩ Mary nói lại rồi. Sau tất cả những gì anh đã làm với em, vậy mà em vẫn quyết định cứu anh. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chị ấy không có đủ tiền để nộp viện phí mà phải vay mượn khắp nơi để cứu anh đó. Helen, tôi cứu anh không phải vì anh, mà vì tôi xứng đáng có được sự thanh thản. Giờ anh đã khỏe lại và tự chăm sóc bản thân được rồi, tôi sẽ không tới đây nữa. Helen, em không tha thứ cho anh sao? Điều đó không quan trọng.
quan trọng là tôi đã quyết định đúng việc cứu anh. Anh biết ơn em rất nhiều vì điều đó. Chúng ta không thể làm lại từ đầu ư? Cả đời tôi chỉ có một chuyện mà tôi mãi không dám quyết định, đó là ly hôn với anh.